vợ quán quân tài tử miệt vườn Chí Tâm, anh ra đi không kịp nói một lời trăng trối. Ngày 7 tháng 12, khán giả và giới nghệ sĩ bàng hoàng khi nghe tin anh Nguyễn Chí Tâm quán quân chương trình Tài tử Miệt Vườn năm 2019 đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Tang lễ của nam nghệ sĩ được tổ chức tại nhà mẹ ruột ở Long An. Một số đồng nghiệp bạn bè đến viếng không khỏi xót xa trước hoàn cảnh nghèo khó của gia đình anh. Chị Nương, vợ Chí Tâm cho biết chưa khỏi bàng hoàng khi chứng kiến thi thể chồng được chuyển về nhà sau khi tử nạn. Suốt một ngày qua chị suy nhược, cần người dìu và phụ giúp lo tang lễ chồng. Tin nhắn cuối cùng anh ấy nhắn cho tôi bảo đang trên đường về nhà. Vậy mà giờ mẹ con tôi không còn cơ hội nhìn thấy anh trong hình hài nguyên vẹn. Anh ra đi bỏ lại tất cả, không kịp nói một lời chăn chối, từ biệt vợ con. Chị Nương nghẹn ngào. Bà xã cố nghệ sĩ kể, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bản thân chị mắc bệnh tim lại thêm phải ở nhà chăm cậu con trai nhỏ gần 4 tuổi, nên Chí Tâm là trụ cột kinh tế chính. Cát xê từ việc đi hát ở các sân khấu tỉnh, hội chợ hay đám tiệc, anh đều để chị lo tiền sinh hoạt, ăn uống và phụ giúp gia đình trả nợ. Giọng nấc nghẹn, chị Nương nói, thấy tương lai sắp tới của hai mẹ con mình mù mịt vì mất đi người chồng người cha, đồng thời cũng là chỗ dựa của gia đình. Con trai chúng tôi còn quá nhỏ để biết cha nó ra đi. Tôi và gia đình cũng không nói vì không muốn bé phải chịu tổn thương. Nhìn cảnh con hồn nhiên chơi đùa cùng bạn trước linh cữu chồng, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này, chị Nương nói. Vợ của Chí Tâm cho biết, thời điểm hay tin anh mất, nhiều mạnh thường quân cũng ủng hộ thông qua tài khoản cá nhân của chị. Một số nghệ sĩ như Ngọc Huyền, Kim Tử Long hay ca sĩ Thi Nhung cũng gửi tiền viếng. Họ thông qua trang cá nhân kêu gọi số sự ủng hộ của mọi người để lo chi phí mai táng cho Nguyễn Chí Tâm, cũng như phần nào hỗ trợ cho những người ở lại. Ngoài ra, gia đình tài xế gây tai nạn cũng đến xin lỗi và gửi số tiền 25 triệu đồng để hỗ trợ chi phí tang lễ. Nguyễn Chí Tâm sinh năm 79 tại Đức Hòa, Long An. Anh gây ấn tượng khi năm 2019 tham gia cuộc thi Tài tử Miệt Vườn, vượt qua cả ngàn thí sinh để giành được ngôi quán quân. Nam nghệ sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân đầu, cộng với công việc làm ăn thua lỗ khiến anh suy sụp. Thời gian sau, anh làm thuê và gặp được người vợ hiện tại. Cả hai xây dựng gia đình từ căn nhà lá, được hàng xóm thương tình, tặng vài món đồ đơn sơ để dựng nên. Sau khi thành quán quân Tài tử Miệt Vườn, Chí Tâm vẫn miệt mài đi làm thuê, thi thoảng đi hát để duy trì cuộc sống và niềm đam mê đồn ca tài tử.